báo các đồng chí là bị hại được đưa đến bệnh viện thì đa chấn thương và tử vong vào lúc 14 giờ 30 chiều. Kết quả thì báo với các đồng chí điều tra thì đến hiện tại bây giờ thì cơ quan điều tra chưa làm việc được Dũng Xuân. Bản thân ông Xuân sau khi gây án bị công an giữ thì bị khủng hoảng tâm lý và có liên tục la hét quậy phá, không ăn uống trong nhiều ngày. Trong khoảng thời gian suốt thời gian tạm giữ, ông Xuân không ăn uống, tiểu tiện mất kiểm soát. 4 tháng 11 thì trên đường đưa ông Xuân này đến trung tâm pháp y tâm thần của Tây Nam Bộ Cần Thơ thì chỗ các bác sĩ pháp y xác định là tình trạng sức khỏe ông Xuân không đủ để tiến hành chẩn đoán tâm thần. Đề nghị cơ quan điều tra là đưa ông Xuân đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiến hành điều trị. Thì báo các đồng chí đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì ông Xuân này bị hôn mê. Hiện tại bây giờ thì báo các đồng chí là đang điều trị tích cực nhưng mà chưa có dấu hiệu phục hồi. Vẫn còn nằm ở Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chi phí điều trị thì báo các đồng chí là hiện nay cũng cung cấp thông báo cho gia đình đến nó cùng phối hợp cơ quan điều tra để chăm sóc. Tuy nhiên thì gia đình thì gần như là không có điều kiện kinh tế chi phí điều trị cơ quan điều tra đang phải chi trả cho bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Cũng chưa dự đoán được cái kết quả điều trị thế nào nên là phần này thì báo với các đồng chí cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thông báo khi có cái kết quả điều trị đối với ông Xuân.